Hội hắc ám, đó chính là những kẻ xấu luôn tìm cách làm ô nhiễm trái đất để thống trị hành tinh này. Các ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi đây. Từ bây giờ, hội hắc ám sẽ là vua của đại dương. Chỉ có thể là túi quân thần kỳ, cho vào lò vi sóng được sự ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực quân. Hạ nhiệt mùa hè, kem quân cực chất. Đó chính là hội hắc ám. Hả? Hội hắc ám? Hội hắc ám? Đúng vậy, kia là tiến sĩ Đơ, đó là lão bụi. Còn tên xanh lè kia là khô lô. Hội hắc ám luôn tìm cách để thôn tính trái đất này. Nhưng sao nhìn bọn chúng lạ quá. Nhờ sức mạnh của viên ngọc mà chúng ta có thể biến thành người cá và sở hữu sức mạnh điều khiển đại dương. Ồ, đại dương đã tỉnh lại rồi sao? Biết vậy, ta tăng liều thuốc độc nhiều hơn tí nữa cho đại dương ngủ lâu hơn. Thì ra chính các ngươi đã đầu độc cha ta và xúi ta đi tấn công con người. Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Dựa vào một tên thái tử bé bỏng như ngươi thì làm được cái gì? Robot, mau tấn công chúng. Khoan đã. Chúng ta còn một chuyện quan trọng phải làm. Thuộc hạ của ngươi đã nói hết cho ta rồi. Chỉ khi ngươi đọc thần chú mở khóa thì viên ngọc mới phát huy hết sức mạnh. Đừng hông. Sasa, mau thả con gái của ta ra. Ồ, vậy sao? Ta sẽ ngừng tay nếu có thần chú. Còn không thì... Hay là ngươi biến công chúa thành một con cá nóc đi. Hay hay đó. Ta không chịu đâu, đừng biến ta thành con cá nóc mà. Thôi được rồi, ta sẽ giao cho các ngươi câu thần chú. Nhưng ngươi phải thả con gái ta ra đấy. Dĩ nhiên rồi. Cha ơi, đừng cho họ thần chú, nếu không trái đất sẽ bị hủy diệt mất. Thần chú là Kun Kun Kun, sữa Kun ngon nhất vũ trụ. Sasa, cảm ơn nha. Có viên ngọc này, ta sẽ tạo ra những con sóng thần khổng lồ nhấn chìm thế giới. Ủa, hai cho tụi nó hả? Ta là người biết giữ lời hứa. Ta nói thả công chúa, chứ có nói tha cho bọn chúng đâu. Mau tiêu diệt bọn chúng cho ta. Hả? Không sao, có viên ngọc này thì có 10 gia đình quân siêu phàm cũng không thể đánh bại chúng ta. Cô Lô à, ông mau tập hợp hết robot lại và chuẩn bị tấn công đất liền thôi nào. Mọi người mau uống sữa túi quân thần kỳ để khôi phục năng lượng nào. Thật may là ba mẹ đã đến kịp lúc. Ba mẹ à, đây là cha và anh hai của Sasa. Con rất vui vì được biết mọi người. Cha, anh hai, đây là gia đình Quân Siêu Phàm. Họ là những người tốt chống lại hội hắc ám. Chính gia đình Quân Siêu Phàm đã cứu con khỏi bẫy đánh cá của tiến sĩ Đơ đó. Thật cảm ơn mọi người. Chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi mà. Chỉ vì sự nông nổi của con mà xém chút đã hại mọi người rồi. Mọi người không sao là tốt rồi. Hiện tại tên tiến sĩ đó đã giữ viên ngọc đại dương. Hắn có thể sai khiến biển cả và tạo ra những con sóng thần nhấn chìm thế giới mặt đất.
chúng ta phải hành động nhanh lên. Nhưng viên ngọc đó mạnh lắm, con đã chứng kiến sức mạnh của nó rồi. Thật ra ngoài viên ngọc thì vẫn còn quyền trượng đủ sức mạnh để ngăn cản tiến sĩ Đơ. Nhưng quyền trượng đang được cất giấu bên dưới ngai vàng ở trong cung điện, nơi mà hội hắc ám đã chiếm làm căn cứ. Vậy ba, mẹ và thái tử sẽ tìm cách đánh lạc hướng hội hắc ám. Chớp Chớp và Sa Sa hãy lẻn vào bên trong cung điện để lấy quyền trượng. Dạ. Còn Tám Tuốt, con mau lên bờ thông báo cho mọi người về cơn sóng thần. Hãy tạo ra các bức tường cây xanh để ngăn chặn những cơn sóng dữ. Dạ. Ta cần thời gian để khôi phục năng lượng mới đủ sức đánh bại tiến sĩ Đơ. Hành động lần này phải trông cậy vào mọi người rồi. Dạ, dạ đó. Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Gia đình quân siêu phàm tấn công, gia đình quân siêu phàm tấn công. Bọn chúng vẫn chưa biết sợ. Vừa hay, ta muốn giãn gân giãn cốt một chút xíu. Đi thôi, lão bụi. Hai người khoan đã. Từ giờ ta đã có thể bơi lội thoải mái. Ta cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Ta giao gia đình quân siêu phàm cho các ngươi xử lý. Giờ ta sẽ lên đất liền tạo ra mấy con sóng thần đây. Người kia, bao phục tùng ta, bằng không ta sẽ cho sóng thần nhấn chìm thế giới này. Chỉ có thể là túi quân thần kỳ, cho vào lò vi sóng được sự ấm nóng, thơm ngon mát lạnh, giải khát cực quân. Hạ nhiệt mùa hè, kem quân cực chất. Chạy không thoát khỏi ta đâu, mà mày. Ta là Khô Lô, tôm càng vô địch thiên hạ. Ta sẽ đánh bại gia đình quân siêu phàm. Đừng hòng, ta sẽ bảo vệ gia đình mình. Sa Sa, cậu dùng bảo bối bình cun vô cực để tự vệ nè. Còn Chớp Chớp thì sao? Mình đã có bút cun như ý rồi. Cun cun cun, bút cun như ý biến hình. Cậu có sao không Sa Sa? Mình không sao. Cậu uống sữa cun túi thần kỳ cho lại sức. Cảm ơn Chớp Chớp. Hả? Cậu có sao không Chớp Chớp? Hả? Công chúa có sao không? Công chúa và Chớp Chớp mau đi đi. Chúng tôi sẽ chiến đấu với robot.
Hai người mau đi đi, ở đây có ta lo. Anh đi cẩn thận nha. Đừng lo, ta đã có sữa túi quân thần kỳ rồi mà. Wow. Hey. Yeah. Woohoo. Yeah. 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 Chúng ta mau đi thôi. Chúng ta phải tìm cách câu giờ cho Chớp Chớp và Sasha. Ừ. Giờ ta mới phát hiện lão Bụi vốn dĩ xấu xí nên biến thành cá cũng thật là xấu xí. Lão cá già nua xấu xí. Tại sao thì liên quan gì ngươi? Ôi da, sao người đánh ta vậy, lão Bụi? Ta đâu cố ý, đại bọn chúng né chứ bộ. Hả? Sao người dám đánh ta, khô lô? Tại ba bự né chứ bộ. Tất cả là đại bọn chúng. Cứng quá, mình không mở được. Ở trên đây có cái hình gì lạ lắm chứ. Chớp, cái này giống như trò chơi xếp hình vậy. Mình đoán chỉ cần xếp đúng là cái hộp sẽ tự động mở ra. Wow. Ta cảm nhận được quyền trượng rồi. Quyền trưởng đại dương hãy bay đến với ta. Hả? Yeah. Yeah. Hả? Đứa nào đánh lén vậy? Ý, cái gì à? Vừa bay qua như vậy? Tụi con lấy được quyền trưởng rồi. Đi thôi ba mẹ. Quyền trưởng là cái gì à? Ai mà biết. Nhưng mà thứ đó có thể làm kế hoạch của chúng ta phá sản. Mau đuổi theo. Với sức mạnh còn lại và sự hỗ trợ của gia đình Kun siêu phàm, liệu vua Thủy Tề có chiến thắng được hội hắc ám hay không? Hãy đón xem tập 8 Vùng đất Mỹ Nhân Ngư vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 nha. Mua ngay một thùng túi Kun thần kỳ, nhận liền tay combo bút cuồn như ý. Nhánh tay sang quà nào các bạn ơi.